sợ thật, nhiệt đồng thế nắng không không được. Cái này Uban, cái này Uban đồng rồi mình cho lạc vào rồi đấy, mà nghiêng còn không đổ kèn nhỉ. Đã qua tiết nó thủ tục kèn, thủ tục kèn quá, mời lại đỉnh ạ. Cảm ơn cái rau mà nó quên. Đấy, bà đồng cứng luôn. Mời mọi người thưởng thức cùng với Lê Toàn. Có là cũng là khoảng từ này đúng này. Lại mấy thịt chó mình rồi. Thịt chó thì chó nước mình nên mua trên đồng. Hôm nay được cái là buổi sáng rất chi là mát đại đình ạ. Mát lắm. Buổi sáng trong lành rất mát luôn. Vẫn quen thuộc vào nhà bà Tư Sắn như mọi lần cả nhà. Đấy, làm ba tiết cho nó hấp dẫn. Có mình với cả Lê Toàn với cả Trung Kỹ Tổng Hợp thôi. Bác biển bác đi sớm quá, bác ăn trước sao ấy. Ông Sán ông Rồng bao nhiêu mờ cả một cái dãy này nó rơi vào tầm được khoảng 5-60 mét, rồng mờ dài tít đằng kia, rồng nhiều ná mờ thế. Còn đây mốc tiết này vẫn cứ như một lần ấy, cứ đánh 1-1 đơn giản và gọn nhẹ. Buổi sáng còn là an lành, quen thuộc. Ngoài thời tiết còn mát thật đấy, thời tiết này quá đẹp luôn. Mày mùng 1 là mùng 1 à? Hôm nay mùng 1 đang chuẩn bị ảnh hưởng bão. Mà sao mát trời thế, ảnh hưởng bão mà sao mát trời thật đấy. Đấy, quấy quấy ác vào, quấy sục, quấy tròn lên. Bởi vì cái này mình đánh múc tiết rời mà, thì cứ quấy thoải mái. Rồi, bắt đầu vào cuộc chiến. Cái à, chúc sức khỏe buổi sáng rồi là. Hello, mời mọi bát người tiếp canh. Hôm nay anh em lại tiếp tục làm bát tiếp canh buổi sáng. Tiếp canh lòng lợn, buổi sáng bình dân. Rượu sáng trời trưa nóng ngon quá, ngon. Rượu sáng trời trưa nóng ngon, tiết đẹp quá, tuyệt vời. Mời mọi người ạ. Mình làm miếng dạ dày cho nó hấp dẫn cả nhà. Ngon đấy. Ngồi biển cho chén rồi. Ngồi kia nắng không ở đâu. Kẹp đi. Kẹp zin. Ăn này nó mới sướng đời ta điền. Cứ mình làm nước này. Dạ dày, dạ mỏng. Tóm lại như thế này gọi là khẩu trang các mẹ. Đúng không? Khẩu trang các mẹ. Và còn 3 bạn. Con này có bà 2 đúng không? Bà 3. Cơm quả tươi. Người yêu công trong. Ừ, bà nghĩ gì món đấy lại. Làm miếng dạ dày cho nó dày dạ. Nào kèn. Lâu sợ ăn đi bằng để quạt từ bấy giờ. Cao cấp về đòi hỏi quá rồi nhỉ. Sao mà đi từ dưới cái bình đến đây nó có đủ. Ông quên cái quần dài. Quên một đàn. Tôi gọi một đàn, quên khác. Biến. Sớm một là sẵn là ném nó cao.
Kẹp mà khó ghê. Như này nó mới đã rồi. Ăn nó mới vừa mồm này. Ui giời. Ngon. Không, nó bảo ra mua qua con nó đem qua đặt nó vừa đâu đó. Giờ mất miếng. Mà nóng rất ngon. Vẫn như là tạp trước này. Mà ăn nóng nó ngọt ngọt, ngọt ngọt, thơm. Người nước. Mẹ kèn cái này thế nào? Khi chế cái này kèn liên tục. Rượu sáng chảy chưa? Khó đâm đưa. Buổi sáng là cứ làm mấy chén này là ấm rồi. Rượu rượu tam chè tứ đây là rượu này có gọi là có nhị. Đấy, bà chủ mà tiếp mà bọc nạc cái kìa. À miếng nọc già. Mạnh rồi hết đi. Mạnh đây con này kèm với dạ dày. Giúp thêm ớt. Ăn cứ phải kèm hai miếng ăn mới sướng. Ba bốn quả trắng loa. Móc ra trong rồi, phá đi. Phải chưa nạc. Thì thành phá bất thiết cho nó một nát rồi chưa nạc. Rồi. Buổi sáng cho nó ngon lành cành đào. Quá ngon. Có ớt chưa? Có ớt rồi, cái gì nữa? Đấy, đầy ớt. Ít rồi. Càng phát đi. Chị bà hãm đi thôi, mời cả nhà hãm bát tiết đi à, tự xử mời gia đình hãm bát tiết này rồi hãm bát tiết này có tí cay cay này nó mới gì nó mới đưa vào nó mới ngọt ngọt tiết đây thôi. Ngon. Bếp còn nóng rồi. Nóng mà. Bát còn nóng. Cái cành của nó anh nóng ngon. Đồng đặc luôn rồi nhỉ. U bát đấy, cái cành u bát. Vậy như nghĩa đổ cái này vào không u bát luôn. Cái cành ở ghe không vỡ. Ai vừa chặt mà còn ai chặt mua tăng của nó.
ăn mỗi ngày kéo không mua được đâu, không đầy hai à rồi bỏ qua. Bà và nhặt hết luôn. Bà phát hết bát tiết. Quá tuyệt vời. Tiết ngon. Xong nhìn dưới là đã đời, những ngày bên đã đời. Nhưng mà lúc đầu nó đầy, thế là đi ngập rồi. Nội tới cổ chân này, mấy nghìn một cân. Khớp. Đang đi ra một cân rồi. Bà tiệt mát ruột. Đây, tuyệt vời mặt trời. Bây giờ đến đây toàn thưởng thức, thèm quá là cả nhà. Thôi, mỗi người chỉ một bát thôi chứ không có hai bát đâu cả nhà. Đấy, thì là Biển Nguyễn Ngọc đang ngồi cùng với bên bạn bên. Đây chẳng qua là ông bà đi làm, vừa bỏ hoang đi làm thôi, còn cái bà ấy là có thời gian thì rất mang lên chợ đấy bạn. Ở đến đây toàn là thưởng thức cảnh sáng ngàn lành, bắt tiết cành, tiết cành đồng lợi, mình ăn phải có hạt tiêu, ăn thơm đủ vị. Đây là nói là cầu vị thôi, nhưng mà mỗi người một sở thích. Người thích ăn ớt, người không thích ăn, tùy theo. Đấy. Mà ăn đầu gắp thấy đâu. Ngay đầu lên. Bát tất nụt. Vừa chanh nó chín. Rồi ăn vào bụng nó chín luôn, kệ. Láng lên cho nó đều tiết. Sợ thật, tiết đồng thế, láng không không. Tiết này, úp bát. Đồng vừa mình cho lạc vào rồi đấy mà nghiêng còn không đổ keng nhỉ, đã qua tiết nó thủ tục keng rồi, thủ tục keng bác mời lại để nhập cả mấy cái rau mà nó quên. Đấy, bà mẹ cũng rất là cái cỏ này, hai cây và để nhà tôi cũng có đi cạn cái này, một cạn cái này cũng cứng luôn. Rồi mọi người thưởng thức cùng với Lê Toàn. Vợ tôi đã ăn bên về nhà nó mới ăn, đây là có đây gần tiếp tục đấy chưa? Về ông bóc ông để cho tủ lạnh. Đây là đấy chưa? Chiều vợ tí. Còn ăn đặc quay video của chúng nghĩa quay xin tạm dừng đây nha, hẹn các bạn xem video nhớ hay bát tiết canh thì cho xin một like nhá. Anh em chia sẻ buổi sáng tiết canh lòng lợn nên là tạm dừng tại đây. Rồi chào đại đình nhá, hẹn gặp lại đại đình ở clip tiếp theo.